chân thận này của em đau trắng. Sao đau chân này? Thì em lập học hết rồi nè. Không, một con nhặt rác như em cùng học à? Nhặt rác cùng học được mà anh. Con nhầm cãi à? Về đi, ở đây tao lo. Nhưng con, tiền thì sao? Về tay không thì... Yên tâm, tao đã có cách. Đi. Tụi nó có làm khó em không? Không. Anh em làm gì? Không phải em đang cần tiền à? Tiếp mẹ lần trước em còn chưa trả anh mà. Em không lại nữa đâu. Thì em cứ cầm đi, có như anh giúp em thôi mà. Sau này em có việc làm, có tiền em trả anh cũng được mà. Giờ tiền sao đi anh? Về nợ đại ca. Chuyện là như vậy đó đại ca. Em nghĩ nó đang âm mưu chiếm đoạt vị trí của đại ca. Đúng vậy, em cũng nghĩ thế. Ha, chắc chắn chỉ có thể con mẹ gì nữa. Mày không nghe nó nói, nếu thất bại sẽ cùng con trứng trốn thoát à? Hử? Có à? Em nghĩ chúng ta nên hành động trước anh ạ. Mình đánh trước còn hơn là chết trước anh ạ. Không được, nói với tao lên em. Là càng không có bằng chứng để buộc tội hắn. À, thằng Rin, giờ gần đây hãy dùng ngõ địa bàn của chúng ta. Hãy lấy những cơ hội này. Mình cứ hãy thành công một lúc. Ý chúng mày muốn sao? Em nghĩ chúng ta nên vô dụng. Nhanh, nhanh lên coi. Nhanh lên, tụi nó sắp đến rồi. Cố lên đi coi. Nắng đuôi. Nhanh lên. Cẩn thận. Cẩn thận. Ơ, có chuyện gì vậy? Chạy đi rồi tìm tiếp. Thằng Rin nó đến nấp. Mai mai thì kịp. Có khi nào nó muốn giết đại ca không? Không phải thế đâu, mà là chắc chắn. Địa bàn này nó đã nhân ngõ từ lâu lắm rồi. Thằng chó, tao phải đi tìm nó. Nhưng lại nguy hiểm lắm. Nó là thằng màu lành. Mày tìm tới nó cũng khác gì tự vẫn. Anh không sao đâu. Huống gì đó là việc của anh. Anh đừng nói như vậy. Từ lâu em đã xem anh như người thân. Nếu không có anh thì anh đã mất mạng từ lâu rồi. Hãy để em lại nơi máu trả nơi ân tình. Đừng. Nếu mấy con qua tao là anh em thì đừng tìm đến nó. Nhưng mà
Em biết rồi. Em vừa đi học văn sao rồi? Gần như trước thôi à. Nhưng bài vở không nhiều, nhưng càng ngày càng khó. Chắc em phải học nhiều lắm ha. Nhưng mà muốn gì mình yêu thích thì mình cảm thấy thú vị lắm. Cảm giác như học mới chơi vậy đó. Vậy thì tốt rồi. Sau này em cố gắng ăn uống đầy đủ để có sức mà học. Vừa học vừa làm thì cực lắm. Sau này là sao? Anh có thể nhắc em mỗi ngày mà. Sao lại sau này? Thật ra thì anh đã có người khác rồi. Anh đang đùa em đúng không? Anh đã định nói về em nhiều lần, nhưng mà vẫn chưa có cơ hội. Anh xin lỗi. Anh biết mình đã làm tổn thương em rất nhiều, nhưng anh không còn sự lựa chọn nào khác. Em còn cả tương lai, có rất nhiều người xứng đáng về em hơn anh. Im đi, anh đừng có nói nữa. Đủ rồi, quá đủ rồi. Ngày hôm nay là ngày anh với em, mình xa nhau như là kỷ niệm. Anh muốn thấy nụ cười của em, những ngày ấy dễ thương thật hồn nhiên. Sao em khóc rồi bắt anh dỗ dàng, cười lên nhé xin em đừng bận lòng. Mình xa nhau những lỗi do anh mà, đừng có khóc khi em không ngờ cần ơn. Sao em lại òa lên khóc, anh đâu sợ em đâu mà. Mạnh mẽ lên, anh muốn em của ngày hôm qua. Mình không ngờ cần bên nhau, nhưng với anh em là người con gái tốt nhất bao ngày qua. Trong ngần những giọt nước mắt giờ đây Thương Phi thế nào rồi? Dạ, thưa anh, mọi việc đều diễn ra đúng như kế hoạch của mình. Bây giờ, Phi đang đi theo dõi thằng Rin. Đại ca cứ yên tâm, lần này một trong hai thằng sẽ có thằng chết, thằng còn lại không thể cũng tàn. Lúc đó, ta ra tay khử luôn. Chúng nó giật nhau thì mình đã có tổn sức gì đâu. Vậy thì tốt. Kể của mày cũng cam mưu đấy. Mình có nên ăn mừng sớm không anh? Nhưng mày đừng chủ quan. Xong việc đi rồi tao sẽ thưởng cho mày.
Người từng thương.